Merry Christmas and Happy New Year. Dạ, kính chào quý khán giả. Coleman đang có mặt tại cửa hàng Coleman Fashion ở số 407 đường Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3. Hôm nay mình tới đây để làm gì? Mời quý vị và các bạn theo chân Coleman. Xin chào ạ. Rồi, chào các em. Ô, rôm rã quá. Ôi. Vụ gì vậy? Đi làm không lên làm trời. Giờ này giờ làm mấy đứa này qua đây đi shopping là sao? Dạ, đi lựa áo cho tiệc 13 năm. Trời ơi, lựa áo cho tiệc 13 năm. Dạ, đó là lý do của bữa này. Ôi. Cô nguyên cái hộp quà này đẹp vậy trời. Ủa Linh, cái hộp này là cái gì vậy Linh? Bên trong là Linh. Hộp đẹp vậy. Có áo thun mà cái gì nặng dữ vậy? Ồ. Hộp quà đã tặng cho khách. Nhiều không? Dạ. Có mấy cái mà? 5 cái áo luôn hả? Ồ, hàng chị nó nặng quá trời luôn, đẹp quá. Hàng bị thủi. Xong để giá, để mẫu là mẫu chơi vậy hả? Dạ, đúng rồi. Ồ. Đi chỉ còn 2 ngày nữa thôi, ngày 13 tháng 12 chứ là ngày kỷ niệm 13 năm thành lập của công ty Điền Quân đó. Cho nên hôm nay các bạn này trốn giờ, trốn đi làm ra đây để... Thôi mà cũng ưu tiên, mình cũng vậy luôn, mình cũng trốn đây. Ôi. Trời ơi, áo Coleman đẹp quá vậy mấy. Dễ thương không bà con? Ủa tụi em đi đâu vậy? Mua gì vậy? Ủa mấy áo Mai Sài Gòn về rồi hả? Dạ, màu trắng màu đen luôn hả? Ừ. Mua đi, mãi vô mấy đứa. Ơi, đây áo Coleman nha. Oh wow. Có màu đen, cái màu đỏ bữa mình mặc rồi cho bà con xem nè, đó. Rồi, màu vàng nè. Ô. Oh. Quá đẹp. Trời ơi. Màu vàng, có màu tím nhạt nữa. Ủa cái này cái gu nó nhăn nhăn vậy hả? Nó nhúm nhúm vậy hả? Ồ. Oh. Này màu tím nhạt. Ồ. Oh, wow. Chú Sơn có mua một bộ nữa. Giống cái áo màu này mà màu đỏ đúng không? Chú Sơn mua màu đỏ hả? Hay màu tím? Màu đỏ. Anh thấy màu tím nhạt cũng đẹp nè. Rồi, còn màu xanh đọt chuối nữa. Ôi oh, men. À. Nhiều màu đẹp quá vậy ta. Rồi màu xanh đậm nữa. Trời ơi, oh, wow. Quá đỉnh. Trời ơi, không biết lát. Trời, cái áo đen thích quá. Bữa anh có cái áo đỏ nữa nè, giờ anh lấy cái áo đen nữa đi. Đen ngầu ha. Ôi, hôm qua anh đi xuống dưới Biên Hòa có cái cô, có cái chú, có một chú mà mua cái áo đen của mình đẹp lắm luôn. Áo đen mà có cái nút gài qua vậy nè. Áo bằng cũng đuổi hay gì á. Tay ngắn, áo tay ngắn. Có cái nút gỗ qua đây. Dạ đúng rồi, cái kiểu này nè. Ờ. Hết màu đen rồi. Giờ có màu tím với màu xanh nè. Xong không lấy làm thêm đi. Dạ, đang làm, anh đang sản xuất. Hồi sáng nay cũng có người đến hỏi cũng áo này luôn. Màu đen mặc rất sang luôn cái này nè. Dạ, hôm bữa hôm qua mới gặp cái chú cái anh chụp cái hình anh nói mình nhìn cái nó mình nói ủa áo đâu đẹp vậy anh, nói áo Coleman Fashion mới biết luôn. Mọi người thấy mình quan liêu không? Trời, phải lấp đầy liền chứ, đừng để thiếu. Trời, khách đến mà hỏi thiếu hàng này chết rồi. Ủa, áo đen nè, áo đen này bên anh có rồi. Áo này anh có rồi. Áo này làm cái là ở ngoài 3 nút á. Xong rồi trong này là dạy nút, nhìn nó chỉ có tưởng trên đây thôi. Ủa, này, áo này anh có rồi chưa? Áo này... Hình như chưa? Ủa, mà không có màu đen hả ta? Dạ, không. Thường mấy cái này phải thêm có màu đen á. Màu đen người ta nhiều người thích hết. Không chưa? Đâu? Dạ, bạn vô coi coi. Em sẽ mặc một lò. Một ít. Ồ. Mỗi đứa một kiểu hả? Dạ. Bên em có 7 kiểu luôn hả? 7 kiểu hả? Chị mua 7 cái mặc 7 ngày. Nga mà Nga mua 2 cái luôn hả? Hộp vịt lộ, hộp vịt giữa. Nga xoài chua là hộp vịt giữa. Hộp vịt ung. Đây là tim hộp vịt ung. Ủa cái này là hộp vịt, à đây, ủa dễ thương quá vậy.
xào dễ thương, trời có cái ghế dễ thương. Ướt gì? Ướt gì vậy? Ồ đó. Ủa hôm bữa anh chưa có cái nào phải không? Để anh coi coi. Có bộ đồ. Không không, cái anh mặc áo nào vừa nè. Ồ xe đá bào nè. Xe kem. Ủa cỡ anh mặc xe gì ta? Xe L hả? Ồ mấy màu đẹp quá ông ơi. Mặc gì vậy? Ta mặc gì vậy? Cái này nổi đó hả trời luôn nè. Màu sắc nè. Nổi nữa. Ăn kem nè. Đứa nào thích ăn cà lem kìa. Kem chuối mà nói bậy nghĩ bậy rồi. Bò bía nóng 3.000 cây. Xe kem hả? Cái này L nè. Ủa Nga mặc áo trắng hả? Dạ. Không có, em đổi thành màu đen. Ông mua hai cái đi. Ồ mai mặc cái nào đây ta? Anh xem là hả? Thử ra, thử vừa. Dạ, để em lấy cái xe. Ủa cái đó là xe L. Thử. Sao mà đủ 7 màu á? Đó đủ 7 người, 7 cái đi ra cho bà đứng xếp hàng đây cho bà con coi nè. Mấy người rồi? 3, 4, 5 người. Kiếm thêm 2 người mẫu nữa đi. Anh lên thêm 1 người mẫu nè. Hồi Linh. Hồi anh hồi Linh. Lên bảo Linh kìa. Linh kìa. Bảo Linh kìa. Bảo Linh kìa. Mấy bạn anh lên lấy size đó. Ủa anh lời vừa quá vậy đó. Đẹp quá ta. Con nào mà nhìn nghiêng coi cái bụng nó có bị ấy không nè. Gọn hẳn. Nhìn gọn ha, không có. Xe đá bào á. Xe đá bào lát anh mặc luôn. Rồi Linh mặc vô thử rồi, Bảo Linh mặc vô rồi, ra đứng nguyên nhàng, xếp xếp nha. Ô, xe kem kìa, Bảo Linh mặc xe kem đẹp quá. Kem chuối nè. Kem chuối đứng kế bên. Rồi Bảo Linh thôi. Em thèm kem chuối. Rồi cái này, cái cá này nhiêu tiền đây? Dạ 495.000. 495.000 có khuyến mãi, chương trình khuyến mãi gì không? Ước gì? Mới về ước gì? Mới tin luôn anh, mới được có mấy ngày à. Ước gì? Ai đó? Kìa tụi nó nói ước gì kìa. Mấy đứa nó ước gì được giảm giá kìa. Giờ nói đi, mua luôn lần 5 cái nè. Ước gì được độc phát? Thôi được rồi. Đòi chọn luôn á hả? Quyết định luôn vậy luôn hả? Dạ chỉ cần rút cái tiền nó chạy là. Ồ cái xe đá bào cũng duyên quá. À. À, xe đá bào cũng duyên quá. À. Không cái xe này xe kem được á. Có L không? Có xe L không cho anh mừng thử. Không nó mặc nó phải vậy, nó nổi gì mới đẹp. Đẹp không bà con cô bác? 495.000 đồng một cái tại 407 Hai Bà Trưng nha. 407 Hai Bà Trưng phường 8 quận 3 nha bà con. Em mờ, em nhà mà em. Ê mà cái thun nó mát nghe không Thanh? Dạ cái này co giãn 4 chiều. Ồ. Dạ thun co giãn 4 chiều nha bà con cô bác. Em đổi thành 1X hả? Chứ 2X là em bơi trong áo. Đây là cái áo 2X. 2X hả chị? Ồ Mai Sài Gòn, bộ sưu tập Mai Sài Gòn đã về có áo này là áo đen, áo trắng đâu, áo trắng, à áo trắng đây. Dạ đây còn một mớ áo trắng nữa đây bà con cô bác ơi. Ủa, trắng đen bằng giá hả? Dạ bằng giá. Đó, áo trắng đây là của nãy Nga xòe chua mặt nè. Hộp vịt lộn, cút lộn, bắp xào, vịt dừa, hộp gà nướng. 7 ngày 7 cái khác nhau nha bà con. Đó, dễ thương không? Wow. 495.000 đồng một chiếc thôi bà con ơi, mua về mặc Giáng sinh dễ thương vô cùng. Bà con ơi mày vô. Gì vậy? Chụp hình. Anh giáo rồi. Anh bên đây nè. Rồi ok. Rồi ok.
Hả thấy Linh à, hả thấy Ngân à. Chị Linh ơi, thò đầu vô. Đúng rồi, không, bên kia, bên này. Bên này, đúng rồi, bên này, đó, đó. À, oh, wow, quá đẹp. Rồi, rồi, rồi. Cho, nè, sang cái nè. Sang cái, sang cái mặt sang, gì? Sang L, sang L. Cái nào? Rồi, cho anh hai cái đi. Riêng anh được hai cái. Thôi hộp dịch giữa giao cho. Màu đen size gì? XL. Gì em mặc gì cho áo gì dữ vậy? Đặc biệt là tụi em không có làm nhãn nên tụi in luôn nên không bị ngứa cổ. Hay quá. Hay quá. Hai ngày nãy giờ mặc vô không thấy ngứa. Rồi 495.000 các cô, để lên. Ướt gì? Ướt hoài. Ướt gì có đó đó. Gì có đó chứ. Lố. Chọc bách. Đến Colombia trả tiền. Hào quá thiệt luôn á. Bữa là đi một vàng áo gì đó tiếng rau rồi bữa nay là máy Sài Gòn nữa mà đẹp thiệt. Xứng đáng đúng không? 495.000. Rồi ok. Dạ rồi, thưa quý vị các bạn, giờ mình sẽ thử một cái áo. Ôi cái bộ anh đang đi tiền không? Dạ đây ạ. Ủa? Để anh thử cái này. Cái áo này giống cái áo đỏ bữa anh bận á. Cái size là size gì? Size XL là đúng không? Dạ đúng rồi. Anh mời L là gì? Ơ, cái áo này bự quá. Mặc xanh lợn, rất là đẹp. Màu đen giữ vàng thấy đẹp không? Hôm bữa là ra bên đây là thiết kế là màu đen giữ đỏ, anh nói màu đen giữ vàng. Thôi đây có mặc vô được rồi. Dạ bà con cô bác ai cũng thích cái bộ áo này tới cho tên theo luôn nha. Yeah, em thấy chữ nha. Không đủ chỗ. Hai chữ mới được. Nga xoài. Nga xoài chỗ. Không cái tiếng này có nghe. Còn cái lưng quá vậy. Tay L nè. Cái đó nhiêu cái vậy? Dạ 799 ạ. Rồi, rồi bỏ qua luôn á. Không cái kiểu nó giống cái đó. Đeo lại em chị cô. Em lấy cái này màu đen. Màu đen à? Dạ. Trời ơi. Đúng đúng, không thấy bụng luôn. Ôi trời ơi, giống như kỳ sĩ quá, có đôi dép hơi sai thôi. Rồi ra nữa tôi giúp lại đôi giày đỏ chọt vô, cái nữa là đúng bài luôn nè. Đằng sau còn thắt chiếc nơ nữa. Trời ơi. Không biết phải tôi không nữa. Trời ơi, màu vàng nghệ. Cái này phải phanh ngực dễ hả? À. Chưa ngày nhiều chuyện quá. Dạ thưa bà con, thưa quý khán giả là mang dép dép không biết quen rồi. Giờ mang giày cái nó đau chân. Anh vẫn chưa cài hết luôn. Dạ. Đâu ra đâu để nó mát. Rồi. Hay quá, Nga hay nhìn mấy cái chỗ đó. Không ai thấy của mình Nga thấy. Ồ. Dạ đây, thưa quý vị các bạn là
bà con hôm trước là mọi người cứ hỏi mình chừng nào làm cái kiến tròn giống như giống cái kiến này đó, giờ mình đã rồi bắt đầu sản xuất cái kiến này nha. Kiến gỗ dòng gỗ à, cái dòng bằng nhựa mà cái gỗ mà có khắc tên luôn hết không? Rồi, tặng cho đứa cái luôn đi. Cái này có cái đặc biệt là ai muốn khắc tên gì nó sẽ hiện cái tên này. Đây nè, cho nè. Kỹ luôn cái gì mình. Đó. Đây là tên của thương hiệu Colorman. Hơi khó thấy. Đây là tên mình đây ạ. Khắc chìm. Tên mình bên này ạ. Còn tên mình nếu mà ấy thì mình sẽ khắc tên mình bên này hoặc là bên này. Em cho bên ngoài luôn. Cho bên ngoài luôn. Dùng Nga xoài chua ở đây. Được chưa? Không có, này chưa có. Nhưng mà cái này là đó, Colorman này đó. Mọi người nhìn thấy không? Khắc chìm. Đẹp mà, thấy. Được không? Thấy không? Nhưng mà cái gọng là gọng gỗ nè. Đây cho bà con xem nè ngoan. Đó. À, gọng bằng gỗ nha. À, cái trồng bằng gỗ. Riêng cái gọng này bằng nhựa. Nó nhựa nhưng mà nó là chất liệu composite. Kiến rất nhẹ, đeo vào rất đẹp. Bất sang. Ồ, vô đúng bộ luôn. Ồ, cái màu này. À, vậy là chị Vân sẽ mặc cái đầm vàng. Muốn cưới vợ nữa quá. Ồ, kiến này vừa, cái kính này mà bữa mình tính bán nhiêu đây? Dạ, 1 triệu 8 anh. À, thôi 1 triệu 8 thôi mấy đứa. Tưởng. Tương 108 thì thôi là luôn 1.8 triệu bỏ luôn đi. Nhờ mọi người thấy được không nha. Ủa chừng nào hàng về hàng loạt vậy? Dạ chắc 1 tháng nữa. Tháng hy vọng sẽ có hàng trước Tết nha bà con. À, nếu quý bà con cô bác nào thích cái khán giả nào thích cái kiến này thì mọi người đặt hàng nhé. Đó còn đây là đây cái bộ đồ năm nay thì mà công ty mình các anh em sẽ không mặc vest mà mặc giày mặc gilet. Có cái nơ không? Không có đem nơ hả? Dạ không ạ. À. Mặc vậy luôn hả? Đeo nơ tao tưởng bồi bàn hả? Nó sẽ một anh chị thói thì một cái anh thói chị của anh nó cũng cổ. Không, nhưng mà được á. Ôi, cái chất liệu này mát quá ta. Trời, mấy đứa này cái này tụi em may váy đẹp á. Tết á. Thôi, ước gì đó không? Ước gì anh không ở dây giờ này. Ước gì. Ổn. Rồi, xong rồi ha, đủ đồ rồi phải không? Dạ. À, còn cái mua cái nhu cầu gì mua đó không? Cái giảm giá không cho, ký bill giảm cho. Mua gì? Đâu? Dạ đây, chị Trang mua cái đầm. À. Ủa cái kiếm này nó không có độ, chắc tôi là Hoàng Anh ghi đâu, coi Hoàng Anh được. Ủa Hoàng Anh đâu ta, Hoàng Anh? Mà nó qua hả? Nói chung là ai không qua đây thì ráng chịu, không có áo. Ráng chịu. Ủa đẹp quá, con gái. Thử vô kìa. Chị cũng đang định thử á. Chị thấy luôn. Đẹp luôn. Không sao anh chưa có cái màu đó ta. Váy 599 nè. Đâu mở ra anh coi cái váy coi. Váy đẹp lắm anh. Dạ váy đẹp. Thì mở mở ra anh coi. Bộ giá khoe. Đâu cái em cần thôi cái này anh tặng áo thun đi còn. Nè, anh bảo nè, mấy cái anh tặng áo thun còn váy hay gì các bạn mua thêm thì giảm 50%. Ồ. Đúng không? Mình lớn rồi, không phải lo tự túc đi chứ, để... Không, em tự túc mà, em có tự giảm thôi mà. Đó. Ủa, automatic tự giảm luôn hả? Đó. Ủa, chắc chắn bữa hứa chơi mà thành thiệt luôn. Dễ thương quá, đẹp quá, đẹp. Cái này, váy này rẻ, có 599. Anh ơi. Tội váy này đẹp quá, có 599. Áo dài hả? Không thì sờ xuống cho coi luôn đi, làm kiếm Tết luôn. Sao chị lấy sai anh rồi? Trời ơi, đối quá. Trời ơi, đối vậy nè, anh mang hộp quá vậy ta, em mang luôn đi. Ủa, anh mang đi theo luôn được á. Anh vô. Không chân luôn, không chân. Ủa, đôi giày này trước mình làm đâu, không? Không, mình làm nhiều ta. Giày đẹp ghê. Ừ, hợp với cái quần vàng.
đúng không? Mình không, cái này quần đen cũng đẹp, quần vàng nó hơi lỗi nhưng mà kệ, để cho người ta biết mình rồi. Cái màu nó vừa đỏ vừa đen. Rồi sắc này không sản xuất thêm ta, êm lắm. Ủa đôi này bán nhiêu vậy? Tôi lâu quá tôi không đến đây tôi không biết luôn. Dài nhiêu kìa anh Linh? Tôi mới đọc mẫu à. Mới đọc. Rồi. Còn đôi dép này nè, đôi dép này bán luôn đi. Chị em nhà chúng em. Trời ơi, cái này mắc hơn cái váy hả? Đúng rồi. Mà trong khi cái váy này đẹp hay đẹp hơn? Sao 49? Váy này giải cũng đẹp. Không, cái này giờ xinh quá, cái này dễ thương quá. Đây là của em bé Liên Xô hả? Dạ. Coi Liên Xô coi em. Lên lên nó cầm áo dài. Trời ơi áo kìa qua đẹp. Này 699. Còn cái này là 599. Trời ơi cái này thì siêu dễ thương luôn nha. Siêu đẹp, siêu đẹp. Không, siêu ứng dụng. Mà siêu mà nhìn rất trẻ trung nha bà con cô bác. Đúng rồi. Hồi nãy chị hỏi cái mà đi làm cũng được, đi chơi đẹp, đi tiệc cũng được. Đây là bộ áo dài Tết hả? Đẹp ha, trời hồi sáng chị Vân mặc cái này siêu đẹp luôn. Sáng chị Vân mặc này đẹp lắm. Chị Vân cần kinh hôn nuôi. Sáng chị nãy có cái này siêu. Có trời. Cái bộ này nhiêu? Bộ này nhiêu? 2.749. Thôi Tết đi mấy đứa có gì Tết lặng lặng ở đây có gì tặng cho một đứa bộ đi. Ồ. Cái này là dư là 2.000+ luôn hả? Ồ, áo giờ trơn, ế, có gì đạp. Trơn có nhiều màu. Cũng đẹp vậy. Dạ, trơn vậy. Nè, ở đảm là Thủy Ngân mặc mấy này đẹp lắm. Đẹp. Nhìn cái màu không biết rồi. Không, màu này đẹp. Không, cái màu kia cũng đẹp, màu cam cam nâu nâu cũng đẹp. Không, mỗi cái nó đẹp kiểu. Ủa, không có cái hàng gì mà bữa lãnh Mỹ A hả? Lãnh Mỹ A chưa về hả? Trời đẹp quá má ơi. Đẹp ha, siêu đẹp. Muốn mua cái tặng ai đó mà không biết tặng ai nữa. Không, Nga chỉ học với cái này đó. Chị em đeo cái vòng một cái. Em ơi, Nga thử coi nha, ướm vô thử nha. Dạ. Ướm mặt ngược lại. Ngược lại. Ướm mặt thương hiệu giờ nó chết rồi. Không, Nga mặt này giống mấy bà cụ người Bắc á. Ai biết tóc nữa. Cái khăn bỏ quả nữa. Cái non lá kìa. Không, cái màu này đẹp quá. Màu này quá đẹp. Màu da. Cái màu cam rất là tím. 999 hả? Dạ, 1999. Rồi, thôi màu nào cũng đẹp cũng được. Ủa, sang lấy cái nào nè, lát chọn sang cái nha. Rồi quý bà con, quý vị các bạn thân mến, gần tới mùa Tết rồi, bà con nhanh chóng nha, nhanh chóng ghé ra cửa hàng 407 Hai Bà Trưng, Coleman Fashion 407 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, rất nhiều mẫu đồ đẹp đang chờ đợi quý vị các bạn. Mọi người cũng có thể đến đây đặt may sớm, tại vì nếu không thì ở cửa hàng mình may không kịp nha. Đó, còn rất nhiều đồ sẵn luôn. Áo này mát lắm nè. Dạ cái bài này. Mát bài này siêu mát ạ. À. Nhưng mà này còn nhiều không em? Dạ còn. Còn. Rồi để em anh lấy mai cái anh mặc đi. Ừ. Vậy khi nào anh mặc anh nhắn em cái em. Gì? Dạ khi nào anh mặc anh nói để em mặc đi biển. Ừ. Nó mát quá ha. Đã mát bài này siêu mát luôn. Nó rủ nữa. Đúng. Thì mình cũng sắp đi biển nè Vũng Tàu. Dạ. Sắp sửa đi với biển vui. Còn này hợp với mấy cái mẫu đó. Hey. Hey. Oh. Rồi thôi để ta làm ăn đi. Rồi ok vô đây cũng đi. Dạ em Nguyễn Thị Phương nha. Mai Sài Gòn. Ủa sao? Ủa hai này hai eo lận dữ bự vậy? Ủa ơi. Hả? Cái người bự á. Không có này làm. Không phải thôi lấy á, thì em lấy ra cho coi á. À vậy hả? Cái mình size bự cũng có 90 kg. Ủa size của anh là size gì hồi nãy quên rồi. Dạ của anh size L. Size L hả? Ừ nãy anh thấy size L là cũng vừa rồi mà đúng không? Dạ. Chị là kẻ bông gò. Size L. Cái nào của anh để riêng nha, nhớ không? Dạ anh là size kem với bò bía, size L. Rồi ok, để ra đi nhanh đi. Cái này là của chị đúng không? Chị mặc trên người rồi.
Thích cha. Tiền. Cái của chị là xe lờ nha. Cái mặt bồ được quá, hoài không lấy cái đó hả chị? Cái không lấy cái này đúng không? Thì em trả lại. Sen lờ đúng không chị? Sen cái bụng bằng đen sen lờ. Rồi. Ủa cái này là... Cái này sai sai, anh sai của gì ta? Màu đỏ này, nữ đó nè. Cái này anh mang về luôn không ạ? Hả? Anh ở sao? Em sẽ về cho. Đúc, đúc. Lúc mà nó rơi lả tả vậy. Trời ơi, nhìn giống như giang hồ Hawaii quá. Gợi cảm, gợi cảm. Xì, bị xì. Coi chừng ba đầu ra đây. Trời sao đồ đẹp vậy mà không ai tới mua hết trơn vậy ta? Không cần á, không cần, còn luôn. Ok. Đẹp quá. Cái gì? Tưởng không cần giảm giá đâu. Cho tôi thụ hưởng lại cái kiến nha chút xíu thôi. Ủa, kiến đẹp quá thiệt luôn á nha. Nè. Ai đăng ký kiến nó trước luôn nha, có gì Tết tặng luôn thẻ nè. Đẹp không? Được ha. Ồ, để anh coi thử có cái áo đó, áo màu đỏ được không? Chứ. Ủa áo này còn nhiều nhiều lắm luôn, này còn nhiều không? Vải đẹp quá rồi, bữa nay đặt vô với mình đẹp quá. Bữa mình thấy mình đen quá, mình sợ. Xe L, xe L, xe quanh xe L. Xe L này. Gì? Xe L mới vừa, anh mặc lên. Dạ đẹp ổn rồi. Rồi. Đừng cãi tôi đi, mệt quá, đồ của tôi. Áo mình nó cứ cãi hoài. Cái này nút nó từ lên này đang chưa ổn đúng không? Rồi, nhiêu tiền trả nè. Không, áo anh là không có tính. Dạ, bỏ. Đẩy áo mai Sài Gòn với lại tiền... Nửa cái đầm. Hai nửa đầm. Hai nửa đầm hâm. Được cái áo. Hai nửa đầm. Lý do là giảm giờ ai mua thì giảm 50% đúng không? Dạ. Nửa cái này, hai cái này nữa. Ừ. Không, đừng vậy. Hồn ai nó giữ. Bây giờ là hai cái này đúng không? Hai cái này là tính tiền một cái rồi anh, rồi xong rồi hai bạn này đưa tiền cái. Thôi chứ bây giờ anh đưa tiền lát nữa nó không trả lại anh sao? Anh bị bom hoài à, bị bom hàng hoài à. Không, bây giờ mình làm rối loạn ở tại khu vực này, lát tính lộn tiền các bạn. Ủa hai cái đầm này. Hai cái đầm nửa cái. Sáu chín chín với năm chín chín. Đó, rối rồi, rối. Ở đây khán giả chờ kìa. Dạ. Thôi xin chào tạm biệt quý khán giả nha. Này mà trả tiền cho mấy đứa nữa nha. Chúng ta có gì đâu quay hoài. Trả thiệt. Trả nửa cái đầm. Một cái áo còn nửa cái đầm.
Nói đùa chứ bà con, gần gần tới Tết rồi, gần Giáng sinh rồi, mọi người tranh thủ ra nha. Chứ là không có hàng á, mọi người đặt sớm dùm cho Colorman nha. Đây là Colorman Fashion, số cửa hàng tại Tân Định 407 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3. Mong quý vị các bạn đến ủng hộ. Dạ, xin chào tạm biệt. Rồi, coi như là có đồ mới đi 13 năm, đi tiệc 13 năm rồi. Ủa? Mấy bạn không có mua váy hả? Mua váy đi. Đàn ông, à mấy hai đứa đàn ông, rồi thôi. Bốn triệu bảy, 27. À. Con cảm ơn chú. Tốt quá. Đó, bà con thấy không, có ai giống như mình không? Để mang tiếng Colorman Fashion mà cũng phải trả tiền. Ý là chưa trả thêm cái tiền kia nữa đó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ủa, đếm thử. 707 ngàn. Ừ, 3 triệu nè, 4 triệu, 4 triệu rưỡi. Đếp chà, anh đưa lộn một kỳ. 27 thôi. 27 ngàn đúng không? Dạ, 27 ngàn. Rồi, còn như đưa hết nè. Đủ không? Không đủ tính tiếp. Mười chín à? Mười chín à? Nè rồi nè, đây nè. Đây nè. Vậy thôi em nhận 4 triệu 8 nha. Rồi, thôi bao luôn đó. Rồi, cảm ơn anh. Khá dữ luôn. 4 triệu 8, 19 ngàn. Thôi, mỗi lần. Lần sau là yêu cầu là có máy xanh không được thông báo là anh qua đây nha. Và nếu như có các bạn qua là tụi em phải thông báo anh trước. Để em sang thông tin cho tụi em. Dịch ra thông tin. Riêng cái team mà tiếng rao này là ủng hộ là cái sự ra đời của Colorman Fashion là coi như là niềm hạnh phúc của các bạn này. Từ ngày có Colorman Fashion toàn đồ mới hoài luôn. Áo mặc 7 ngày hết ngày luôn. Rồi chuẩn bị làm áo suy diễn cuộc đời đó mặc nha. Cười. Thôi, nó bo luôn mà, bo xuống trà sữa đó. Thôi, giờ tụi mình biến dáng nhé.